Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây đang là bộ sản phẩm mới của nhà The Memoria. Mình cũng đã chia sẻ với các bạn khá là lâu ở trên YouTube rồi, nhưng mà mình cần nhiều thời gian để trải nghiệm cũng như là để đánh giá những cái mùi hương này. Thì đây là một cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc và cái bộ sưu tập này là bộ sưu tập Ký ức bất tận, bộ sưu tập mới của nhà The Memoria. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm của mình về mùi hương này, và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những mùi hương đó sẽ phù hợp với cái phong cách và nó sẽ mang tới hình ảnh như thế nào nha. Trước khi vào nội dung chính của video thì mình muốn chia sẻ với các bạn lý do vì sao mình lại để cái video này vào cái chuyên mục nước hoa Việt Nam. Tại vì với cá nhân mình, khi mà mình lập ra cái chuyên mục nước hoa Việt Nam ấy thì mình có một cái tầm nhìn lâu dài, đó là sau này khi mà cái việc sử dụng nước hoa ở Việt Nam nó ngày càng phát triển rộng rãi, nhiều người biết tới hơn thì có nhiều thương hiệu Việt cũng như là những thương hiệu phân phối mà các bạn dễ dàng tìm kiếm ở Việt Nam như kiểu Dainic, như kiểu The Memoria hay là Huarun, thì đó là những cái thương hiệu mà các bạn dễ dàng tìm kiếm. Thì đây sẽ là một cái chuyên mục để chuyên nói về những cái thương hiệu như vậy, và đó là cái lý do tại sao mà mình cho một cái thương hiệu nước hoa Hàn Quốc vào cái chuyên mục nước hoa Việt Nam để cho các bạn đỡ thắc mắc nha. Sơ qua một chút về bộ sưu tập lần này thì The Memoria kết hợp với một perfumer đó là Jennifer Jampen. Thì bà này là một perfumer tốt nghiệp ở Firmenich, một cái thương hiệu, một cái công ty là hương liệu khá là lớn ở trên thế giới, và bà đã có một cái khoảng thời gian làm 7 mùi hương cho một cái brand đó là Molton Brown. Thì ở Việt Nam, nếu như là bạn nào chơi nước hoa thì cũng có thể biết tới cái thương hiệu này, và mình cũng đã thử qua vài cái thương hiệu của Molton Brown thì cũng thấy rằng là khá là ok. Và cái quan trọng nữa đó là cái bộ sưu tập này thì được lấy cảm hứng từ việc 6 thành phố đi du lịch, 6 thành phố ở châu Á, và nó mang một cái gọi là mùi hương đậm chất phương Đông. Và quan trọng nhất là hôm nay thì mình sẽ mặc áo chim cò, hoa lá cành để dẫn các bạn đến những cái địa điểm của The Memoria. Bây giờ mọi người ấn vào nút like đi để mình đưa các bạn đến địa điểm đầu tiên, đó chính là Jiufen màu xanh. Mình có một cái kinh nghiệm khi mà mình thử những cái nhà nước hoa lạ, đó là mình sẽ thử những cái tông màu xanh như thế này. Xanh lá cây và xanh nước biển thì thường nó sẽ là những cái tông mùi nhẹ. Nếu như các bạn chẳng may nhá, các bạn thử nguyên một bộ sưu tập mà các bạn thử phải những cái mùi nặng đô ngay từ đầu mà các bạn không hợp, thì nhiều khi các bạn sẽ bị cái ác cảm xấu với cả bộ sưu tập đấy. Thế nên là đây là một cái kinh nghiệm mình truyền lại cho các bạn, đó là hãy thử những cái tông màu xanh nhẹ nhàng như thế này. Thì cái mùi hương này khi các bạn vừa mới xịt ra thì các bạn có thể hình dung ngay được một cái màu, đó là một cái màu xanh như thế này, đúng như cái thiết kế của chai luôn. Đó, thì nó là mùi của trà ô long, hơi một tí khói nhẹ kết hợp cùng với cái nét mùi thơm kiểu tươi của thuốc lá. Và cái mùi hương này nó làm mình khá là bất ngờ, và mình nghĩ rằng là mình đã thành công khi lựa chọn cái màu xanh này là cái khởi đầu cho cái bộ sưu tập này. Và cái mùi hương này ấy, thì nếu như các bạn ngửi kỹ thì các bạn sẽ thấy là có một cái mùi hơi chát ở đằng sau của sung. Và toàn bộ cái top note này nó làm mình xác định ngay đây là mùi hương dành cho nam giới. Và đây thì không phải là những cái bạn nam theo cái kiểu trẻ trung, theo cái kiểu nhộn nhịp, kiểu nhiều năng lượng, mà những bạn nam ở đây có xu hướng trầm, kiểu sống kiểu chậm, tách bạch với cái thế giới nhộn nhịp ở ngoài kia. Và khi mà dry down ấy thì Jiufen nó mang tới cho mình một cái mùi hương có xu hướng khô nhiều hơn, và cái mùi hương càng ngày càng trở nên nam tính và trầm hơn. Thì nói qua một chút là cái Jiufen là một cái ngôi làng ở cổ ở Đài Loan, và cái ngôi làng này hiện nay là được khai thác du lịch khá là nhiều. Và Jiufen nếu mà dịch ra nó là cửu phần, thì cửu phần nó nói về một cái ngôi làng ngày xưa chỉ có 9 hộ gia đình ở, và ngôi làng này thì có một cái không khí nó khá là yên tĩnh. Sáng sớm nó như kiểu là các bạn đi lên những cái thị trấn mà nó chưa được phát triển du lịch ấy, nó rất là hòa mình vào thiên nhiên, xung quanh là núi đồi các kiểu. Thì cái mùi hương này phải công nhận rằng là khi mà xịt ra thì nó đúng mang tới cho mình một cái cảm nhận như vậy. Nói qua một chút về cái độ bám tỏa thì Jiufen nó có một cái độ lưu hương ở trên da mình khoảng tầm 4 tiếng hoặc là hơn một xíu. Nó có thể phụ thuộc vào cái thời tiết, nhưng mà về trung bình thì khoảng tầm tồn tại trên da mình tầm 4 tiếng. Thì có thể nói đây là một cái độ bám tỏa nó hơi hạn chế, thì các bạn có thể khắc phục bằng những cái tip như là các bạn có thể xịt nhiều hơn này, hoặc các bạn có thể xịt lên quần áo, hoặc là
các bạn có thể bôi một cái lớp Vaseline không mùi lên, thì đây là cái cách mà mình cải thiện cái độ lưu hương của những chai nước hoa có cái độ lưu kém. Còn về độ tỏa thì đây là một cái mùi hương có cái xu hướng trầm, nên là cái độ tỏa hương nó cũng không phải là kiểu thu hút đám đông, kiểu nổi bật giữa đám đông, và cái độ tỏa hương nó tầm nửa cánh tay quay đầu và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Nhưng mà nếu mà em này mà kiểu lưu được nhiều hơn một xíu thì tầm 6 tiếng, 7 tiếng thì mình nghĩ là đây là một cái lựa chọn rất tốt của nhà The Memoria, đó là Gilfen, địa điểm đầu tiên mà chúng ta tới. Địa điểm tiếp theo đó là một làng chài, đó là Taiyu ở Hồng Kông. Thì đây được hay được ví rằng là ở Venice ở Hồng Kông. Và nhắc tới những cái thứ liên quan đến làng chài, liên quan tới biển, thì mình phải nghĩ ngay tới một thứ, đó là nét aquatic và cái nét mặn mặn của muối biển. Không cần biết như thế nào, nhưng mà nếu như đã làm chủ đề đến như vậy thì khi mà mình nhìn thấy thì mình chắc chắn sẽ liên tưởng tới muối, đến những cái nét mặn, đến cái nét aquatic. Và cái mùi hương này thì mình có xem cái bảng thành phần trước khi xịt, và mình thấy rằng là ở đây có hoa linh lang và có muối, thì tôi thấy là đúng chủ đề luôn. Tôi mà làm giáo viên chấm văn thì tôi chấm ngay cho 7 điểm. Đúng đề là đã thấy 7 điểm rồi, còn những cái vấn đề khác tính sau. Thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra ấy, thì các bạn sẽ thấy mùi của một bông hoa linh lang. Nó như kiểu ngụp lặng ở dưới cái nước biển mặn mặn vậy. Thì chia sẻ với các bạn một xíu, đó là hoa linh lang ở trong nước hoa thì không chiết xuất được, mà chỉ được sử dụng bằng những cái nguyên liệu nhân tạo hoặc nguyên liệu tự nhiên khác để miêu tả cái mùi hương giống. Và nó có rất là nhiều những cách để miêu tả, ví dụ như kiểu là cái nét giống hoa nhài, hoặc là làm cái nét kiểu xanh, kiểu aquatic. Thì ở đây cái nét aquatic kết hợp với cái nét mặn của muối, nó mang tới một cái mùi hương khá là đặc biệt. Và nếu như ở trong cái bộ sưu tập này mình đánh giá thì Taiyu này là một cái mùi hương có thể gọi là đặc biệt nhất và có thể sử dụng làm signature scent rất là tốt. Dry down của cái mùi hương này nó lên một cái bay hơi ngọt cùng với cái xạ ấm, nó làm cho cái mùi hương trở nên ngọt ấm mát này, ngọt ngào hơn một xíu, nó bớt bị mặn hơn, và cái quan trọng là cảm giác nó kiểu gần gũi nhau hơn. Em này mình đánh giá thì có thiên hướng là unisex, nhưng mà nếu như các bạn nam sử dụng thì sẽ là những cái bạn nam. Thứ nhất đó là các bạn nam theo cái phong cách kiểu nhẹ nhàng, từ tốn. Những bạn nam ở đây thì kiểu thích những cái sự đặc biệt, những cái sự mới lạ và có cái gì đó hơi khác, kiểu thích khám phá nhiều. Thì các bạn có thể, nếu như bạn nào có phong cách như vậy thì các bạn có thể thử qua Taiyu này, một cái sản phẩm mà mình đánh giá khá là ổn. Và cái nữa mà mình muốn nói đó là cái độ bám tỏa của cái mùi hương này, mà cái mà chắc chắn rất nhiều bạn quan tâm. Thì cái mùi hương của Taiyu này nó tỏa tốt hơn so với cái Gilfen vừa rồi mà mình nói. Và cái độ lưu hương thì nó cũng tốt hơn một xíu khi mà nó tầm 5 tiếng ở trên da. Đi Hồng Kông với Đài Loan rồi thì chúng ta đi chuyển sang Myanmar đi. Và cái mùi hương mà mình muốn giới thiệu tới đó chính là Ba Gan. Thì mùi này mình cũng khen khá là nhiều ở trên những cái buổi live stream của mình. Và đây là một cái mùi hương dành cho những bạn nam. Và Ba Gan là một cái vùng đất du lịch, nó có thiên hướng với khí hậu khá là nóng bức. Thực ra thì các bạn có thể xem qua một vài cái hình ảnh mà mình sắp sửa chiếu ở đây, thì các bạn có thể hình dung là Ba Gan là một cái khu kiểu du lịch kiểu phượt nhiều hơn, và nó có cái kiểu khí hậu khá là nóng. Và Ba Gan sẽ mang tới một cái hình ảnh, một cái mùi hương nó khá là mãnh liệt. Thì ở đây nó là mùi của da thuộc, nó là mùi của dâu, của mâm xôi. Và khi các bạn xịt ra thì mùi hương này nó sẽ sộc thẳng vào mũi. Và có thể nói đây là một cái mùi hương mạnh nhất trong cái bộ sưu tập này. Em này nó làm mình liên tưởng tới một chai nước hoa rất là nổi tiếng, đó là Ombre Nomade của nhà LV, nhà Louis Vuitton ấy. Đó. Thì mình nhớ mãi cái mùi hương này, đó là khi mà mình thử cái con LV mà mình vừa mới nhắc ấy, thì mình bị dội và mình bị khá là choáng. Tại vì cái thời điểm mà mình thử con LV đấy mang tới một cái mùi da, và cái thời tiết lúc ấy nó cũng khá là nóng, khi mà mình xịt lên da mãi nó không hết. Và cái mùi hương kiểu nó rất là dữ dội, nó rất là mạnh bạo ấy. Nhưng ở Ba Gan này thì nó lại mang tới một cái hình ảnh, một cái mùi hương nó có phần mỏng hơn. Có thể nói rằng là
Mùi hương này nó khoảng tầm bằng tầm 60 đến 70% so với mùi của LV. Nên là với cá nhân mình thì nếu như bạn nào muốn trải nghiệm một cái mùi da thuộc của một cái nét ngọt của mâm xôi, của dâu dùng các thứ, thì mùi hương này là một cái mà các bạn có thể dễ dàng hình dung tới chai nước hoa rất nổi tiếng của nhà LV với một cái giá tầm gần 10 triệu đồng. Và hôm trước thì trong cái buổi live thì cũng có một bạn bảo là em đã mua ngay chai này khi mà anh recommend tới, thì em đã thử và em thấy rằng là mùi hương này nó là một cái phiên bản nhẹ nhàng hơn và nó dễ chịu hơn rất là nhiều, thay vì việc là phải mua chai LV và nhiều khi là chỉ xịt vào những ngày trời cực kỳ lạnh. Và vẫn phải nói lại một lần nữa, mùi hương của Bagan không dành cho những cái vị khách du lịch mà có thiên hướng kiểu nghỉ dưỡng, vì đây sẽ là một cuộc phượt, một cái cuộc đi đúng kiểu là khám phá, trải nghiệm nhiều, và các bạn sẽ phải lăn lê bò toài, tại vì mùi hương này nó rất là mạnh mẽ, nó rất là hoang dã. Và mặc dù mùi hương ở Bagan được làm nhẹ hơn rất là nhiều so với LV, Ombre Nomade, và gần như rằng là chỉ có nam giới mới có thể thuần hóa được cái mùi hương nào thôi. Còn nếu như là bạn nữ nào mà xịt cái mùi hương này thì phải là những cái bạn nữ thực sự rất cá tính, phải kiểu tô những cái son kiểu đỏ đậm thì mới có thể sử dụng được. Và cái mùi hương này cũng là cái mùi hương có cái độ bám tỏa tốt nhất trong cái bộ sưu tập này. Lưu ở trên da cũng phải tầm 6 đến 7 tiếng và độ tỏa hương lúc nào cũng hiện diện, khiến mình và tất cả mọi người xung quanh đều ngửi được. Chắc hẳn là các bạn đang quan tâm rằng là The Memoria thì có cái thành phố, có cái tên nào dành cho nữ giới không? Thì mình nói rằng là có, và đó chính là Lampang. Thì đây là một cái thành phố đến từ Thái Lan và nó đọc theo tiếng Khái là Khenanakhon. Thì đây là một cái tỉnh miền Bắc của Thái Lan. Và cái tỉnh này thì nó thật là mình cũng, vì cái công việc của mình nó không được đi du lịch ở nước ngoài, nên là mình cũng chỉ đi du lịch qua màn ảnh nhỏ, qua những bức ảnh thôi. Và mình thấy rằng là cái khu du lịch này, cái tỉnh này nó có một cái phong kiểu, nó mang tới cái hình ảnh khá là kiểu cổ kính, nó kiểu du lịch kiểu như kiểu bên Thái là kiểu có những cái điện thờ thế các thứ ấy. Thì cái tỉnh này là một cái tỉnh cổ kính này, nó đậm chất lịch sử. Và cái mùi hương này ấy, thì khi mà mình xịt ra mình thấy nó rất là nhẹ, mình kiểu sao lại mùi hương kiểu không, nó không hiện diện rõ. Thế xong rồi mình phải xịt thêm một shot nữa. Và các bạn có biết một cái điều đặc biệt ở chai nước hoa này, khi mà mình xịt đến lần thứ hai thì mình ngửi thấy hai cái mùi hương chính, đó là hồng và trầm. Hồng và trầm cùng với một chút của hoa hương. Lúc đầu mình đã thấy cái vibe này nó quen quen rồi. Mình bảo là chắc nhà này cũng làm với một, giống với cái mùi nổi tiếng nào đấy trên thị trường. Thì mình phát hiện ra nó giống Portrait of a Lady của Frederick Mill, một chai nước hoa cực kỳ là nổi tiếng với nét hồng trầm cùng với hoa hương. Và ở em này nó là một cái phiên bản gọi là mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn. Nó giống như kiểu con Bagan ấy, nó làm mùi giống với con LV, thì con này nó cũng làm giống như vậy, chỉ là mùi nó mỏng hơn thôi. Nó mỏng và nó nhẹ hơn, chắc là cũng được khoảng tầm 60%. Và cái mùi hương này nó mang tới một cái hình ảnh, những cái bạn nữ thực sự là có cái xu hướng là không còn trẻ, nhưng mà những bạn nữ ở đây là những bạn nữ kiểu sắc sảo, kiểu mặn mà, độc lập, và kiểu là có một cái nét gì đấy nó... Các bạn có thể xem qua cái video mình review chai Portrait Lady ấy, thì các bạn có thể dễ dàng hình dung được độc lập và kiểu rất là quyết đoán ấy. Nó có một cái gì đấy kiểu mạnh mẽ, cứ như kiểu một người đàn ông và kiểu tự lập rất là nhiều ấy. Và cá nhân mình đánh giá thì Lampang này là một cái phiên bản dễ chơi hơn, chứ không bị kiểu đập mặt như là em Portrait Lady. Tại vì mình nghĩ là kể cả cái em Portrait Lady của Frederick Mill ấy, thì mà bạn nữ nào kể cả có xài qua nhiều nước hoa chăng nữa, mà khi mà các bạn gặp cái mùi hương đấy, các bạn rất là khó để có thể dễ dàng vừa với cái mùi hương đấy. Thì các bạn có thể thử qua cái mùi hương này, một cái phiên bản rẻ hơn để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn. Về cái độ bám tỏa thì em này cũng giống với em Jill Fan kiểu phần kia, nhưng mà lưu ở trên da mình cũng chỉ tầm 4 tiếng thôi. Và bây giờ thì chúng ta đến với Việt Nam, đó chính là Hội An. Phải nói rằng là mình là một người đi Hội An khá là nhiều. Trước đây thì ngoài cái việc đi du lịch ra, mình còn đến Hội An để xem concert của Hà Anh Tuấn, đó là concert vào tổ chức vào Trung Thu năm 2020 thì phải, mình không nhớ rõ lắm. Tại vì mình là một người thường xuyên đi concert của Hà Anh Tuấn, và anh Hà Anh Tuấn thì rất là thích tổ chức ở Đà Lạt và Hội An, nhưng mà mình chưa thấy có mùi Đà Lạt. Thì cái mùi Hội An này khi các bạn xịt ra
thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vibe mùi nó rất là náo nhiệt, nó rất là nhiều năng lượng, một chút kiểu the the đến từ hạt tiêu, đến từ cam quýt và một cái chút cái vị ngọt của hoa, thì nó mang tới cho mình một cái hình ảnh, một cái bầu không khí nó rất là khó để các bạn có thể nhận thấy nó ở Hà Nội hay là ở những cái thành phố trung tâm, mà chỉ có đến những cái nơi nó yên tĩnh, nó kiểu thiên nhiên thì các bạn mới cảm nhận thấy. Nó cũng không phải là quá là thiên nhiên quá, nó giống như kiểu là các bạn đến Hội An, các bạn dậy sớm xong rồi các bạn mở cửa ban công ra, ở ban công thì có một cái cành cây, xong rồi có một chút hoa chim chóc hót, xong rồi một chút mùi của kiểu cam quýt, của những cái mùi hương xung quanh tự nhiên. Thì cái cảm giác đấy là cái cảm giác rất là yên bình khi mà mình tới Hội An. Và em này, khi mà dry down ấy, mình lại thấy rằng là nó lên cái nét ngọt. Và thực sự thì với cá nhân mình đánh giá perfumer này có lẽ rằng là chưa thưởng thức một cái món đặc biệt của Hội An, đó là cái món nước giữa một chút thảo mộc này, một chút gừng và mật ong. Nếu như ở Hội An này có một chút của mật ong cho vào đây cùng với một chút kiểu hơi thảo mộc một tí nữa thì nó sẽ làm mình nhớ tới một cái đồ uống ở một quán, đó là Mót Hội An. Mình nghĩ rằng bạn nào mà đi kiểu Hội An thì các bạn đều đã uống qua cái thức uống Mót rồi, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái mùi rất đặc biệt. Và như kiểu là đấy là kiểu cái thứ mà các bạn phải thử khi đến Hội An vậy. Thì mình đánh giá là cái mùi hương này ban đầu làm ok, rất là phù hợp với phong cảnh. Nhưng mà dry down thì nó có vẻ không đúng lắm. Tại vì với một người Việt và một người cũng đi cho Hội An khá là nhiều, thì mình mong chờ Hội An này có nhiều thứ hơn, mùi hương nó phải hay ho, nó phải đúng với concept hơn. Tại vì những cái nơi kia thì mình chưa được đi, nên là có thể là mình không rõ lắm, mình chỉ đi du lịch qua màn ảnh nhỏ thôi. Nhưng mà với Hội An, một cái nơi mà mình đã đi có thể khá là nhiều rồi, thì mình thấy rằng là mùi hương ở Hội An này làm chưa tới. Đó là cái điều mình hơi buồn, hơi thất vọng. Một chút mật ong vào thì có thể rằng sẽ hay ho hơn, đúng không? Nhưng mà bạn nào mà có chung cảm nhận với mình thì hay là các bạn đã uống qua cái thức uống Mót kia rồi thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới cho mình biết. À, có một cái điều nữa, đó là về độ bám tỏa, đúng không? Thì mùi hương này nó lưu cũng chỉ tầm 4 tiếng ở trên da thôi, khá là hạn chế. Nhà này thì trung bình tầm 4 đến 5 tiếng. Nơi cuối cùng mà chúng ta tới đó chính là Ipoh của The Memoria. Thì đây là một trong những thành phố của Malaysia. Thì tôi giới thiệu một tí, tôi quảng cáo một tí về nhà tôi, là hiện tại là mẹ tôi bán bánh bao. Malaysia rất là khoảng tầm mười mấy năm rồi. Ở cái khu vực Ngọc Khánh này, bạn nào mà quan tâm thì mọi người có thể qua để ăn ủng hộ nhá. Thì đây là một cái mùi hương dành cho những bạn nữ. Những bạn nữ thích cái vai ngọt thì đây là mùi mà các bạn nên mua trong cái bộ sưu tập này. Tại sao mình lại nói như vậy? Khi mà mình xịt cái mùi hương này ra, mình có liên tưởng tới một chai nước hoa, đó chính là Lancôme La Vie Belle, một trong những chai nước hoa cực kỳ là nổi tiếng. Ngày xưa nhắc tới Lancôme thì phải nhắc tới La Vie Belle, rất nổi tiếng với một cái tông mùi vani ngọt, rồi hơi kiểu vón cục, ngửi kiểu bị già đau già đớn ấy. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy rằng là mọi người cũng gọi là biết lựa chọn mùi hương hơn rồi, nên là cái mùi của Lancôme La Vie Belle thì không được xuất hiện nhiều nữa. Chỉ có chăng là ở những cái kiểu những cái chị tầm 35 tuổi thì vẫn kiểu có một cái gì đấy nó nhớ tới ngày xưa và những kiểu ngại sự thay đổi thì người ta mới dùng thôi. Thì ở iPhone này, iPhone này thì các bạn sẽ nhận thấy cái vai giống với Lancôme La Vie Belle, đó là cái nét ngọt của vani. Nhưng có một cái điều hay đó, ở đây mình cảm giác là nó không bị làm vón cục mà nó làm kiểu nó rất là mượt mà, đây như kiểu là sữa vậy, nó là rất là mềm mại. Và các bạn sẽ thấy một cái điểm nhấn, đó là cái mùi hơi đắng nhẹ của hạt cà phê. Thì đây là một cái sự khác biệt mà mình nghĩ rằng là cái perfumer Jennifer Jumper này cho vào để có một cái sự gì đó nó không bị gọi là cổ điển, nó không bị lỗi thời nữa. Bạn phải là một người hảo ngọt, hãy nhớ hảo ngọt, và sẽ chỉ sử dụng vào mùa đông thôi. Và cái quan trọng một điều nữa là mùi độ bám tỏa của mùi hương này nó cũng không thua kém cái em Ba Gang là mấy đâu. Chỉ là em Ba Gang nó dữ dội hơn. Còn đây là cái mùi ngọt, rất ngọt và rất ngọt. Nên là hãy nhớ rằng là đến mùi hương này nếu đi để đi hẹn hò vào những cái buổi đầu thì ok. Còn nếu như bạn có ý định sử dụng cái mùi hương này hàng ngày thì mình nghĩ là không nên. Nếu như có mua thì các bạn có thể mua nhiều chai nước hoa ở trong bộ sưu tập này, các bạn đổi gió. Và em này thì đi hẹn hò ổn. Và mình đánh giá là đây là một chai nước hoa làm cải thiện, làm mới mẻ hơn so với chai nước hoa Lancôme La Vie Belle, một chai nước hoa rất là nổi tiếng rồi. Và với một cái nút like thì tài xế Kiên đã đưa các bạn đi qua 6 thành phố ở châu Á, những thành phố rất nổi tiếng, và mỗi một mùi hương của The Memoria thì mang tới những cái cảm nhận khác nhau.
Và mình nghĩ rằng là cái việc của bạn ở đây sẽ chỉ đơn giản là lựa chọn xem mình phù hợp với cái mùi hương nào, với cái thành phố nào thôi. Và với cá nhân mình đánh giá thì đây là bộ sưu tập thứ hai, đây là một cái thương hiệu nước hoa đến từ Hàn Quốc nữa, được làm khá là chỉn chu về mùi, có thể đánh giá là như vậy. So với Dynic thì em này có cái giá đắt hơn một xíu, nhưng mà về mùi hương thì các bạn sẽ nhận được những cái sự chỉn chu, những cái sự đầu tư nhiều hơn. Và quan trọng nhất là một điều đó là nó dễ mua ở thị trường Việt Nam. Thì mình thấy rằng là cũng có rất là nhiều những cái KOL, những cái YouTuber nổi tiếng review về bộ sản phẩm này. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ một cái cảm nhận của mình trên cái quan điểm là một người chuyên chia sẻ những cái thứ về mùi hương một cách chuyên sâu, một cái khách quan để cho các bạn biết. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến những mùi hương nào thì hy vọng đây sẽ là một cái video để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn được và có thêm một cái góc nhìn nữa khi mà tìm đến những cái mùi hương này. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới hơn của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.